Hello, Út Bỉnh đi sai chào các bạn. Hôm nay, Út Bỉnh đi sai sẽ trình bày với các bạn một file video cách tạo ba khung hình đơn giản. Bây giờ, chúng ta sẽ mở cái portal Photoshop CC 2015 để bắt đầu thực tập. Đây là bản bọt táp CC 2015. Bản này bạn cứ sử dụng mà không lo sợ bị crack. Trước hết chúng ta vào menu File Open. Bạn mở cái ảnh thực tập. Đây là cái ảnh chúng ta sẽ thực tập tạo ba cái khung. Trước hết, bây giờ chúng ta sẽ tạo khung A. Chúng ta tạo cái khung thứ nhất. Bây giờ chúng ta sẽ tạo cái layer 1 bằng cách nhấn ba phím Ctrl Shift Alt và N. Bạn đã tạo cái layer 1. Bây giờ bạn nhấp Ctrl A để toàn chọn hết cái ảnh này. Xong rồi bạn nhấn phím D để bạn trả cái foreground về màu đen và background về màu trắng. Bạn vào menu Edit. Bạn nhấp vào Stroker. Xuất hiện cái bảng Stroker. Bạn nhập cái giá trị Y là 35px và location bạn chọn size. Sau đó bạn nhấn OK. Lập tức bạn tạo được một cái viền đen 35 pixel màu đen. Bây giờ bạn nhấp Ctrl D để hủy bỏ vùng chọn. Xong rồi bạn nhấn phím V và bạn nhấn số 4 để bạn tạo cái layer 1 nó có cái opacity là 40%. Đây, bây giờ nó mờ là 40%. Sau đó bạn nhấn phím bên W và bạn nhắm vào giữa ảnh, nhấp nhẹ. Lưu ý với các bạn là bạn chọn Magic Wand Tool và bạn nhấp vào ở giữa này. Sau khi bạn nhấp vào ở giữa ảnh này thì nó tạo vùng chọn của phần trong ảnh. Bạn nhấp ba phím Ctrl Shift Alt và N để bạn tạo cái layer 2. Rồi bạn nhấn phím X để bạn đổi cái hộp màu foreground. Foreground thành màu trắng và background thành màu đen. Bạn vào menu Edit. Bạn vào Stroker. Rồi bạn nhập cái Y là 1. Và trong cái location này bạn chọn Center. Sau đó bạn nhấn OK. Như vậy bạn tạo đường viền là 1 pixel. Bạn bấm phím Ctrl D để bỏ vùng chọn. Xong rồi bạn nhấn phím V và số 5.
để bạn tạo cái opacity của laser. Giờ 2 còn 50%. Đến đây bạn đã hoàn tất cái khung thứ nhất. Nó như thế này. Bạn bấm Ctrl Shift S và bạn chọn desktop làm nơi lưu. Bạn đặt tên là khung số 1 và bạn chọn định dạng là JPEG. Bạn nhấp save. Bạn bấm OK. Như vậy bạn đã có tạo một cái khung số 1. Tôi đã hướng dẫn cho bạn cách tạo cái khung thứ nhất là khung số 1. Đây là cái kiểu khung số 1 gồm có ở ngoài cái màu cái viền này 35 pixel và chúng ta tạo cái viền trong cho cái ảnh ở trong là 1 pixel. Đây là cái khung số 1. Chúng ta sẽ tiếp tục tạo đến khung số 2 và số 3. Hello. Hello. Ô Bình đi sai chào các bạn. Bây giờ chúng ta tiếp tục làm khung ảnh thứ hai. Để làm khung ảnh thứ hai thì chúng ta ôn lại cách tạo khung ảnh thứ nhất. Nhưng nó có sự khác biệt. Vào menu file, nhấp open. Chúng ta mở cái hình mẫu ra. Đây là hình mẫu. Các bạn nhấn 4 phím Ctrl Shift Alt và N để các bạn tạo ra cái layer 1. Bạn bấm phím Ctrl A để chọn cái hình mẫu. Bạn nhấn phím D để bạn có cái foreground là màu đen và background là màu trắng. Bạn vào Edit, nhấp Stroker. Thay vì bạn chọn 35px thì cái khung thứ hai này bạn chọn 60. Và bạn chọn Location là Inside. Bạn bấm OK. Bây giờ bạn bấm Ctrl D để bỏ vùng chọn. Nhấn phím V. Xong bạn nhấn phím số 4 thì lúc đó bạn có cái opacity là 40%. Bạn nhấn phím W là Magic Tool. Bạn chọn Magic Tool 1. Rồi bạn nhấp cái công cụ này ngay ở giữa cái hình mẫu. Lúc đó bạn tạo cái vùng chọn như thế này. Bây giờ bạn Ctrl Shift Alt N để tạo layer 2. Bạn đã tạo layer 2. Xong rồi bạn nhấn phím X để bạn thay đổi là background là màu trắng, foreground là màu trắng, là background là màu đen. Sau đó bạn vào Edit, bạn vào Stroker để bạn mở cái bảng Stroker. Rồi bạn cho cái white này là 1 pixel. Location này thì bạn chọn Center. Bạn bấm OK. Như vậy là bạn đã tạo một cái đường viền là 1 pixel. Bây giờ bạn bấm Ctrl D thì bạn đã thấy cái đường viền ở đây. Bạn nhấn phím V và nhấn số 5. Như vậy bạn tạo cái opacity của đường viền này nó độ đậm nhạt nó là 50%. Bây giờ chúng ta tiếp tục gộp hai cái layer này lại bằng cách là phím layer 1 và layer 2 lại bằng cách là bạn bấm phím Ctrl E, bạn gộp lại.
bạn nhấp phím để bạn chọn cái cục gôm Iris Tool này. Rồi bạn xóa. Bạn phóng đại lên. Bạn xóa cái râu nó ló ra ngoài. Ở đây. Và chúng ta xóa bên đây nữa. Lúc này là chúng ta muốn cho cái con ốc này nó nổi ra phía ngoài nền ngoài luôn. Chỉ đơn giản là vậy. Bây giờ chúng ta đã đã làm xong cái khung thứ hai. Bây giờ chúng ta sẽ lưu hai loại định dạng. Bây giờ bạn bấm Ctrl Shift S để bạn lưu cái khung thứ hai này. Bạn chọn Desktop làm nơi lưu. Bạn đặt là khung số 2. Bạn chọn định dạng là BSD để bạn tiếp tục làm cái khung số 3. Bạn Save. Ok. Rồi bây giờ chúng ta lưu thêm một cái định dạng nữa là JPEG. Chúng ta ra desktop để kiểm tra. Đây, khung số 2. Đây là JPEG. Còn khung BSD. Chúng ta lưu lại Ctrl Shift S Desktop Save Yes Ok. Chúng ta kiểm tra lại cái khung số 2. Như vậy là tôi đã hướng dẫn cho các bạn tạo được cái khung số 2 kiểu thứ hai, và lưu ý là chúng ta nên lưu hai định dạng, một định dạng JPEG và một định dạng BSD để chúng ta tiếp tục thực hiện cái khung thứ ba. Chúc các bạn thành công. Ô Bỉnh đi xe chào các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tạo ra cái khung kiểu hình thứ ba. Trong cái bài viết của tác giả thì cần phải lặp lại từ giai đoạn đầu mới tạo ra đến những cái bước tiếp theo. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ mở cái chương trình Photoshop của chúng ta ra. Và chúng ta sẽ mở cái ảnh mẫu. Đây là ảnh mẫu của chúng ta thực tập khung hình thứ ba. Trước hết, chúng ta sẽ tạo cái layer 1 bằng cách nhấp 4 phím Ctrl Shift Alt tẹt và N để tạo ra cái layer 1. Chúng ta Ctrl A để chọn hết hình mẫu. Chúng ta nhấn phím D để trả về mặc định cho cái hộp hộp màu. Foreground là màu đen và background là màu trắng. Chúng ta vào Edit. Chúng ta vào Stroker. Rồi chúng ta set
Rồi chúng ta xét cái stroker này nó có bề ngoài là 15 và location này chúng ta chọn inside, nhấp OK. Sau đó chúng ta Ctrl D để bỏ chọn. Xong chúng ta nhấn phím V, chúng ta nhấn phím 4 để chúng ta có opacity là 40%. Sau đó chúng ta nhấn phím W để chúng ta chọn cái magic wand này. Rồi chúng ta để cái công cụ magic wand này nằm ở giữa cái ảnh. Bấm lên. Chúng ta đã tạo dòng chọn cho cái ảnh này. Bây giờ chúng ta tạo layer 2 bằng cách Ctrl Shift Alt và N để chúng ta tạo cái layer 2. Chúng ta nhấn phím X để chúng ta có màu trắng ở foreground. Và bây giờ chúng ta vào Edit Stroker. Chúng ta chọn Y là 1 và Location là chúng ta chọn Center, bấm OK. Chúng ta bấm Ctrl D để bỏ chọn thì chúng ta đã tạo một cái đường viền 1 pixel. Bây giờ bạn cho nó mờ đi bằng cách là độ độ mờ nó là bạn bấm Ctrl V và số 5 để bạn tạo cái độ mờ nó là 50% cho cái đường viền 1 pixel này. Bây giờ chúng ta đổi cái hội màu cho cái foreground này bằng cách là chúng ta cầm bằng ta bấm D và bấm X để chúng ta có cái foreground là màu trắng. Chúng ta vào Edit, vào Image, vào Canvas Size. Trước hết là chúng ta sẽ đánh dấu chọn relative. Chúng ta chọn pixel. Chúng ta chọn Y là cộng 100 hay là 100, nhấp relative và chọn pixel. Bạn làm đúng theo như thế này. Thứ nhất là chọn bấm relative, thứ hai pixel và thứ ba là 100. Sau đó bạn nhấp OK. Như vậy bạn đã hoàn tất xong cái khung kiểu hình thứ ba. Bây giờ chúng ta lưu cũng hai định dạng Ctrl Shift S Desktop. Chúng ta nhập tên và chúng ta chọn JPEG Save. OK. Bây giờ Ctrl Shift S chúng ta sẽ lưu khung số 3. Với định dạng là BSD, chúng ta bấm Save. OK. Như vậy là tôi đã hướng dẫn xong cho các bạn tạo 3 kiểu khung, khung số 1, khung số 2 và khung số 3. Hy vọng rằng là các bạn sẽ thực hiện được thành công như ý muốn. Chào các bạn.